Đói nha, em rất là đói. Phố Phèn, thôi em phèn, em sẽ đi phố Phèn thôi. Ở đây nhiều quán quá, giờ ăn ở đâu ta? Ở đây hả anh? Hình như là chú biết ra Lâm nói nhiều hay sao đó, chú nói là đừng hỏi nhiều quá để chú bán nữa. Dạ. À, cảm ơn. Mình sáng cho tôi ăn mì gói đi. Trời ơi, anh ăn gì? Anh ăn bún ngang, ngang ghê không? Trời chào đi chị, em chưa biết hai bạn này luôn á. Ôi, anh mới phát được mấy số thôi mà sao anh trở mặt nhanh như thế chứ? Sao anh trở mặt nhanh như thế chứ? Chứ gì nữa? Khóa! Sao? Sao vậy Khoa? Ý là anh thấy em vô bị mờ nhạt quá. Vậy bây giờ phải chào nè. Khách mời tới mình chê. Vậy bây giờ phải chào nè. Khách mời tới mình chê, khách mời mờ nhạt. Chê với cái mờ mờ nhạt. Thôi thì thật sự thì anh Lâm thì bây giờ anh cũng ở một cái vị trí khác rồi. Anh nói Khoa mờ nhạt thì thôi Khoa cũng... chào mọi người. Dạ em xin tự giới thiệu, em là một diễn viên cũng mới bước vào nghề được một thời gian ạ. Không được như anh Lâm. Dạ không được như anh Lâm, không được có mặt mà. Vậy em không muốn. Thì em cũng hơi nhạt một chút xíu, nhưng em cũng tên là Mạc Văn Khoa. Hy vọng là được mọi người yêu thương và xin lỗi Lâm đi, xin lỗi anh Lâm là em vào hơi nhạt xíu quá. Đã nhận lời với nhỏ quá. Dạ em còn cũng... bạn là bạn là ai vậy? Dạ em cũng xin lỗi anh Lâm ạ. Dạ em cũng là diễn viên trẻ mới vào nghề ạ. Em tên là Đỗ Duy Nam ạ. Vâng, em ở đây rất là mong anh có gì anh cân nhắc giúp đỡ ạ. Dạ vâng ạ. Được, tôi sẽ giúp đỡ hai bạn. Ủa là quê đây hả? Vâng, vâng. Quê ở đây. Trời ơi. Em đá đi. Vô nghề số đó người ta mà chửi người ta quá. Trời ơi. Đèn nhỏ quá. Em đá đi. Làm mơ bất quán thiệt luôn đó. Chọn anh đi qua. Chọn em. Em là anh Thoa. Chọn em. Chọn anh đi. Qua chọn anh đi qua. Chọn em. Em là anh Thoa. Chọn em. Em ai đi. Em mờ nhạt lắm, em tham em mặt. Chọn em. Anh thấy em có giá trị chưa? Giá trị em đẹp mà gọi là em. Anh mới nói em mờ nhạt xong. Hồi nãy mới nói vào mờ nhạt vào này. Em mắc cười lắm. Vào không nhớ tên em mà. Cười sao đây cười ấy? Cười đấy. Cười sao đấy, cười đấy. Bây giờ em nói một câu anh cười thử nhá. Ok. Anh cười thử nhá. Ok. Hồi nãy mới nói mờ nhạt xong. Trời ơi. Em chọn rít anh ạ. Em chọn rít ạ. Yeah. Chọn rít ạ. Yeah. Chết là em đâu ăn được đấy. Được không? Được. Thử thách này là tập tạ không đó. Rồi tập tạ là phải tập tạ. Hai đứa qua em đây, còn ba đứa mình nữa đó. Như hàng ế, hàng dạt đó, hàng dạt đó. Mời bạn vào đây xem có gì nào, có gì nào. Mời bạn vào đây xem có gì nào, có gì nào. Anh Lâm. Đấy, to khỏe, thế là tôi chọn chó luôn, để tao qua đây. Thiệt tình luôn á. Qua cho có hình cho anh dễ được gì cả. Thôi, người ta chọn là vui rồi. Lụm đứa mới đẻ về chứ anh. Vẫn công nuôi dưỡng cho nó bú nữa. Đâu có, bây giờ là đi hành trình mình là đi tìm nguyên liệu. Bây giờ là không có nguyên liệu thì em có em nè, em là thịt. Quá trời. Hát bài kia rồi. Xin nhận cây. Đội mình đâu? Xin nhận. Đâu? Cao. Sáng ăn gì mà đi khùng vậy? Gà mà không gái là con gà con. Gà mà không gái là con gà gà. Đi lên thang trong sân có con gà có con gà. Chết. Đi lên trong sân có con gà có con gà. Đợi chúng tôi là đội. Con gà. Đâu? Sao không ai tiến trước vậy? Quá trời. Cầm lên đàng hoàng phải cầm. Em vô tình em va vào. Máu cho con nó kiến. Không có. Mệt quá. Quá trời. Nó thục em cái em té luôn ngã ba vào dây vậy không kiếm. Ai thục em? Thằng Khoa nè. Nó suốt em một cái em vô ngã ba vào dây vậy không kiếm. Nó té là sao? Diễn viên trẻ đâu đó. À. Nó đá đúng rồi. Ủa vừa.
xích tích giùm em cái. Xe 2 tầng đó đó. Đủ là đi xe 2 tầng đó mọi người. Thầy cũng vậy thôi, mở máy lạnh cho anh em đi nha. Đặt ra rẻ quá. Mở cũng như nhau. Xạo rồi ra rẻ rồi. Trời, mình không có thích gì máy lạnh mình lo cho anh quay phim thôi. Đúng, quay phim là dễ xỉu lắm đó. Cực hổm rài. Mà đất khách quê người. Chương trình quay mùa nắng không ha? Đi sao? Ước gì được đi hàng một lần, chương trình có điều kiện cho tôi đi hàng đi. Ủa mình làm chương trình các điểm đẹp của Việt Nam đi hàng quay gì mệt. Lâu lâu có cái đặc biệt đi chứ. Không có đặc biệt, mình giới thiệu du lịch Việt Nam thì đi Hàn Quốc ông. Có bạn thăm người Việt mình đó. Thì đó cũng có người Việt rồi. Lâm miệng to thôi này ha. Game nào anh bắt em ăn em nuốt hết trơn á. Ê cái ly nước là sao gấp. Ủa, đây ly nước sao gấp. Vậy thì đừng để anh luôn. Không vậy anh về gấp ly nước đi. Rồi. Rồi vậy em gấp cái cho chú Bi ra. Rồi. Rồi chưa đeo vô. Đeo mỗi người một cặp. Này nè Lâm cặp luôn. Đó. Rồi hợp lý. Dạ cái nước này chua ha. Ui khó đấy nhá. Khó mới thử thách chứ. Trời dễ thử thách gì. Anh ơi cái này giống trong phim gì anh ơi. Người sói, người sói. Người sói. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô, 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 vô. Anh Lâm, vô, 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 vô. Anh Lâm ơi, cố lên anh. Quá trời ơi, quá trời ơi. Không biết quá. Đừng có cười, đừng có đọc cười. Ngon, mà ngon không? Hay quá. Tưởng tượng mình, rồi. Mình có gì phạm lỗi đến nuốt mình luôn á. Cái này khó nè. Ghê quá. Được rồi. Được rồi. Có được nước nè. Vô. 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 Khó quá à. Ôi. Không khách nổi rồi. Dạ. Đưa ra mời. Gần gân súc. Một. Hay quá trời ơi. Bốc lắm bốc lắm. Từ từ anh. Đỡ ở dưới. Khó lắm mày. Đúng rồi. Hay quá. Cố lên. Như chú ý chính cây. Hay quá mẹ ơi. Yeah. Đủ như vậy. Thời gian các bạn thực hiện là 2 phút 52 giây. Ăn không hết phút rồi. Đúng rồi. Về ngay dùng bắt của mình và để mất thời gian vậy đó. Mình tháo cái bộ móng mình ra, bộ neo mình ra. Trời ơi, của em đây. Một khi nào em lại may mắn đại ca. Ừ, anh nghĩ vậy á. Mở ra cái chả cốm thêm 4 miếng. Anh đọc hộ em cái em hơi run. Và chiếc thẻ của chúng tôi là hãy thể hiện một tài năng cá nhân được ekip vỗ tay và công nhận. Hay anh thể hiện tài năng đập lõm cái chảo này đi anh Lâm. Đập nát đầu đúng không? Bảy ơi. Đau. Anh nghĩ là em cởi áo ra là khán giả wow liền. Ừ. Tài năng gì kỳ công viên. Rẻ rún à, cảm thấy rẻ rún à. Vâng, thưa quý vị, thưa tất cả mọi người. Và bây giờ sẽ là tài năng của đội chúng tôi. Dạ. Đó là Hot Boy, Hiếu Thế Hai. Bây giờ mọi người hãy hướng mắt về sân khấu và xem phần trình diễn của Hiếu Môn đây. Tôi thấy là ở dưới này không ai mà cảm dễ thích thú hết trơn. Ai mà làm được. Đúng rồi, em công nhận đấy là tài năng đấy anh ạ. Đúng không? Vậy mà không vỗ tay cho nhỏ. Thưa quý vị, sau phần biểu diễn đầu tiên, bốn người chúng tôi cảm thấy hứng thú, nhưng ekip cảm thấy gọi là không mắc cười cho lắm. Trong đó tôi sẽ xiết xe đạp rồi sao? Hay luôn. Được không em? Hợp lý luôn. Được không em? Đúng rồi, được. Còn em nhảy hip hop nửa mùa nhá. Ok. Let's go. Man bầu, ý thứ 2. Nhìn tụi anh thì cool, lạnh như băng mà không cố. Tao tính là cây cao như B-Ray trong thành phố. Bài ra liên tục lặp lại như một tụi số. Còn mày chắc của em mang một phương, một thằng ngôn. Dạ rồi, ok chưa hả? Vỗ tay được chưa? Sự kết hợp của cả đội nhớ được chưa? Yo! Có dừng chó.
chó sủa, ngay con chó nó còn vui. Ở vị trí nào không? Dạ không, em nghĩ đôi môi của em thì em sẽ nuốt tròn hai cái này nó dễ dàng hơn. Chủ yếu là mình nãy mình đi khúc mắt cái này thôi, cho nên cái thời gian của mình phải tập trung vào cái này nhiều hơn. Vậy bây giờ mình xếp nó như thế nào ta? Cái này đầu tiên đi, cái này đầu tiên đi, cái này đầu tiên đi. Đầu tiên rồi em thứ hai cho. Rồi anh kéo qua. Hiếu cố lên nha em nha. Rồi 3, 2, 1, bắt đầu. Thôi đó, đó. Giờ phát hiện đó. Nha, cái miệng này con không vừa gì đâu nha. Quá trời. Ăn lẹ đi học con, lẹ ăn nào học. Trời ơi, cô dừng mắt cổ em ơi. Vô. Quá trời quá đất. Nhìn Lâm chắc chưa đi khỏi ăn cơm quá. Từ từ bình tĩnh lại em. Chúc mừng các bạn đã thành công. Một phút 23 giây khủng khiếp. Nam được cái vô dụng nha. Ê ban đầu ăn là cũng ấy nha, hai cái trà là dễ nhất mà cũng chật luôn nha. Nam em đây anh cứ làm em hồi hộp anh cứ đập trời ơi nha, muốn ớ họng luôn. Trời ơi anh trợn trắng luôn đó em. Sao mình đi dọc đường mình hái rau. Đúng rồi không có rau này thì mày ăn rau rừng cũng được. Rau rừng ở đâu ra? Kể giờ nó bất người ưu tiên đó. Quay thêm bài ông nhìn được Nobita luôn. Có nhìn rớt nó xuống lăn đéo thôi nên vậy làm. Đó. Rồi tới rồi, địa điểm thứ hai. Địa điểm thứ hai. Ôi ăn nữa hả? Quẹt. Nghe ơi. Chết rồi. Hà hà là gì? Xui. Sao tự nhiên anh rút anh tự nói luôn. Vậy hả? Xin mời các bạn mở cây ra. Ủa? Này miếng thịt. Miếng chả mà. Chả viên. Lấy miếng to nhất đi. Làm đế. Một. Im đó nha. Hai. Vô đi. Trời ơi. Mình đâu có thời gian đâu. Xin lỗi. Hay bị thời gian á. Ừ. Về hướng tay xíu. Ok nha. 10 miếng hả? 10 miếng lận. Dữ vậy. Đó, miếng nó ok đó. Miếng nhẹ nhẹ ăn lùm. Thử thách thất bại. Hiện tại là cái này là do gió phải do. Dạ, đúng rồi. Đúng, bây giờ mà nếu mà mình chọn một cái phong bì của ai mà đem ra mà xui là do người đó. Đúng rồi. Bây giờ em đi. Lát qua em đi. Em không không nè, hên nè. Hên không? Nãy xin xăm gì? Xăm mà hạ rồi đó. Nhắc lời như vậy. Nhưng mà nhiều khi nó ngược. Dạ. Hà nhưng mà nó hên. Hên hên nha. Nghỉ ngơi tại chỗ 30 phút. Cái gì vậy, là anh mất thời gian rồi đó. Hà hà nha. Ừ. Chết rồi. Được cái luôn đi anh ha. Mình đâu có nhu cầu nghỉ ngơi. Đúng. Bây giờ sao? Đem một cây trước đi anh. Xăm này nói bạn nên xăm chân mày lại. Xăm này nói anh Lâm nên làm môi lại. Trời, ôi trời. Thôi Hiếu làm chẳng lắm nè. Hiếu bạn gì hay lắm. Chờ Hiếu nãy giờ. Xăm này nói bạn nên uống xăm Ngọc Linh. 30 phút chưa? Mới được có 10 phút rồi anh. Lâu ha. Thôi quay đi coi chừng chứng tỏ đồ hơn hay xui thôi. Ok. Quá. Mày anh xui nhất nha, xui nha. Không. Muốn bay đi. Muốn bay cho đau đớn gì đâu. Đúng không? Ok. Ừ. Mà chơi không chọc nha. Không chọc. Ừ. Em á, cái đó là em. Không, dù em búng anh, em búng mạnh, không có hổn nha. Khán giả không chửi em hổn nha. Ok. Ôi ôi. Anh ơi. Ây à. Anh ơi, sao uống nhiều đấy? Ai uống nhiều đấy? Mấy anh em gửi. Mỏng. Rồi lên. Chẹp chẹp ra đi. Oh. Cái này nhấn vô rồi. Nam ơi, Nam. Qua trái. Ừ, qua trái. Nam được cái vô. Đưa một nữa.
Hiếu nhanh đi Hiếu. Hiếu. Rồi. Thôi đừng làm bài xác đánh bây giờ. Anh cái miệng của anh á. Đi anh. Đi anh, đi anh. Gió mạnh nha, gió mạnh nha. 1, 2, 4 mà mới có 4 mà. Im im im. Gió. Đẹp chưa? Lên. Anh áp được thời gian, từ anh em ơi, từ anh em ơi. Yeah. Trời ơi, còn mưa nữa. Lên, mưa lắm ơi. Lên làm. Chín, đoạn ai đó lên nhìn bùi giùm anh đi rồi anh. Từ từ. Đỡ bên kia. Con ơi, mỏng. Trời ơi. Không, tại vì mưa nó làm bở cái này ra. Xin mời buông đũa. Trời không thương tụi con rồi. Nó xui thiệt. Tới rồi. Trời gì vậy ta? Gì ta? Nhảy xa. Lần này phải được nha, để lấy rau nha. Hai thang. Nguồn thang của anh Giang. Trời ơi, tôi còn hả? Nuốt thang. Nuốt thang. Hai thang nuốt rắn ngược hẹn của em. Rồi, đưa rổ thang đi, em nuốt không chấn động thôi. Ăn đỏ lửa nha. Đỏ lửa luôn, bao thang luôn. Quá tuyệt vời. Ba anh em lên xe trước. Vâng. Đi đâu vậy? Em lại nuốt thang. Nuốt thang. Còn anh lại lấy rắn. Ủa, cái gì vậy? Anh biết em ở vị trí nào rồi? Hai người. Chót à? Trời ơi, mọi người không biết là tôi được mệnh danh là quốc cơ quốc nghiệp. Nguyên nghiệp hôm nay hả? Đúng rồi, ngày xưa là tôi bên siết đồ mà. Nói qua lát thua. Ghê lắm. Nói qua lát thua sao? Nhục nha. Hiếu là bên Nudra mạnh lắm á. Đúng rồi. Anh là bên gì? Anh là bên cơm. Cơm hả? Chán nha. Xin mời tấm hình đầu tiên. Làm. Trời ơi, cái này khó nha. Duy. Đi là này hả? Rồi. Bây giờ anh ngồi dưới anh lên. Em dưới đi. Em dưới cho anh. Rồi. Đưa cái đầu gối lên. Ok chưa? Rồi, hợp lý. Đường nào em lên nhờ? Hiếu ơi, anh dẫm ở đây được không? Hiếu, dẫm đi. Dẫm đang mỏi rồi. Còn nha. Vô đi. Hai, để anh Giang bỏ tay ra để em bật lên. Lẹ Nam ơi. Anh dạ, trời ơi. Ủa, trời Nam ơi. Em đậu hướng rồi, em mới ngồi lên anh chứ. Đúng rồi. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Đây. Ui, nói đừng im. Hiếu ơi. Trời ơi, cái gì vậy anh? Hiểu ơi! Bà Nam thì thiệt luôn bà. Bà Nam bà không khéo léo gì. Sau đây anh trên cùng cho. Đúng rồi. Đây là vị trí của anh đó. Đây đủ anh. Rồi, lên. Ok chưa? Ok, em ok nha, em vững nha. Làm xong chưa? Em xong rồi. Giờ này còn đéo kiến nữa. Chạy em đi. 1, 2, 3. Trời ơi. Dựng nha. Yes. Ê, dựng. Anh ơi, cái chân anh thụt đứt em ba lần rồi, nó đứt anh ơi. Cười, này cười hư á. Anh là. Lại nha. Đây, ok. Khó đấy. Hai cái gối chặt vô. Hiếu ơi, cố lên. Rồi. Ok chưa Lâm? Ok rồi anh ơi. 1, 2, 3. Dưới. Lên. Dựng. Em đậu em đi, em làm được. Dưới. Em làm được. Đừng nói anh mắc cười. Một, hai, ba, bốn, năm, thành công. Yeah. Ok, anh có quen bên bác sĩ địa đệm hay lắm. Rồi cái gì vậy?
xin á, xin quay vậy. Máu nãy giờ anh lên đầu em hả? Mình chọn nào khó nhất đi cho tay tên hãy mình. Cho bên đội kia nó coi phát sóng nữa nè. Đúng rồi, cho tôi tấm hình nào khó khó đi. Ê, cái đó ngu không? Được hết. Được. Trời ơi. Dễ ẹt. Xếp hình. Anh eo còn làm được không? Lẽ mình làm được. Lâm là mạnh nhất, là Lâm là cái chú David. Muốn cho em hoài vậy? Em mạnh nhất, em tập đà để cho những việc này mà tin ra nha. Rồi, ok. Em thứ ba đúng không? Em là cô Jessica. Jessica, ok. Anh dẫn cho anh dẫn cho em lên. Rồi em lên nha. Làm thấp cái tay thôi nha, mày đừng cao quá nha. Bây giờ em phải quay ngược lại đúng không? Này đúng không? Lẹ đi, đừng có nói nhiều, lẹ đi, bớt thoại đi. Ok chưa? Em ok rồi. Thẳng cái chân này lên. Ráng nha, chạy ráng chờ anh nha. Trời ơi, nặng quá. Em đã lỡ sức rồi. Dạ, mọi người lấy, mọi người lau giùm em đi, em lỡ rồi. À, ok, ok. Dạ. Làm. Thôi, gì? Tôi kính vô. Em kính vô, em kính vô. Áo hồng, kìa, béo hồng rồi em nha. Em áo vàng nha. Em áo vàng, em là xám, anh áo đen á. Ờ, ok. Đã đúng trang phục luôn nè. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không, ok lắm, ok lắm. Dẫn, cái này dẫn, cái này dẫn. Khi nào anh hát bài là xong đó nha. Nhông, ba là con ngựa đi. Hai, ba. Nhông, cha là con ngựa. Để cho em xuống chim nhẹ nhé. Nhông, ngựa ba mẹ khóa. Con không biết. Mệt nhắc mệt á. Biển cương lá ơi, thu hà em ơi. Bùm chắc, đường dài mịt mù anh không đến ơi. Bùm chắc, nước buồn cơm lửa mình. Không đến một mình chúng ta lên ơi, chúng ta. Ngửi. Mời các bạn đếm. Ủa, như đếm là một, ba, hai, một, hết giờ. Trời ơi, trời ơi, cái này sao? Ui, biết đâu con gà cái mình mổ bụng cái đó tụi nó có trứng ở trong. Làm giò, ăn giò em cũng được. Làm cái gì làm cũng được đúng không? Đúng rồi. Dọn này cho thiết kế cái. Dạ được rồi. Trời ơi, nhiệt quá. Tôi lớn ra lên và sinh ra Đồng Nai. Quê tôi khổ lắm. Ngày xưa trước khi đến với con đường diễn viên, tôi đã từng bóc vác và làm tất cả mọi thứ bằng tay bằng chân. Rồi kinh vô luôn anh ơi. Rồi khiến lên luôn. Tôi lớn lên ở miền đất Đồng Nai. Quê tôi cực lắm, có tôi cũng có thể làm được tất cả mọi thứ. Làm cha, làm mẹ, đỡ đẻ. Nói chung cái gì cực khổ tôi cũng thể làm được. Đi anh em ơi. Ở quê là làm những cái việc đấy thật đó hả? Đúng rồi. Nể với tôi làm gia sư mà trong đó tôi không biết cái gì. Cái gì? Môn gì? Toán. 9 lần 7 bao nhiêu? 9, 7, 7, 2. Đúng rồi. Làm gì khó. 10 lần 7 mới 70 thôi mà 9 7 12 à? 1 9 là 18 10 lần 7 70 thôi mà 9 7 12 9 7 12 10 chứ sao 8 7 5 6 9 8 6 3 9 9 7 12 9 9 1 10 lần 7 mới 70 thôi mà 9 lần 7 là 72 à? 9 1 9 9 2 18 9 3 2 7 9 4 9 36 36 9 5 45 9 6 5 4 9 7 6 3 đúng 8 7 2 9 9 8 1 phải chứ 7 6 3 không? 97. Thực sự con tôi nó sẽ tự học được thầy ạ. Ôi anh ơi, mưa tạt thiệt rồi. Trời ơi. Thôi mệt quá anh Giang ơi, nghỉ đi, anh nói nhiều quá anh mệt, đúng mệt luôn á. Anh bài hiểu à. Không giờ rồi anh ngủ đi anh. Hơi đâu mà lo lắng anh ơi. Đừng bóp kèn cho em ngủ được mà. Anh nhỏ nhỏ kèn lại cho em ngủ. Thúi nha, em thấy nước thúi nha. Cái này mà tắm liền nha, chứ còn mà khoảng 3 tiếng sau tắm là rụng hết tóc nha. Con vịt đực thì cái đầu nó sẽ bự hơn. Dạ. Và cái đít nó nhỏ hơn. Đúng rồi. Vậy đúng cái đít rồi. Nó không có hoạt động. Còn vịt cái phần mông nó hoạt động nhiều hơn, bị nó đẻ. Dạ. Thấy không? Một lứa đẻ mấy chục trứng bự hơn. Đầu vịt cái thì nó nhỏ hơn. Thì ra là vậy. Với lại cái tròng mắt của con vịt đực là nó màu nâu, còn kia là màu nhạt. Đúng rồi. Tròng mắt luôn. Vịt đeo kiến kìa. Thì đó em màu hồng, em là led bin mà. Kính này là kính. Led bin.
Khoan bấm giờ đi, thưa ông. Em chưa đủ bình tĩnh, em chưa đủ bình tĩnh này. Từ từ từ, lành ít dữ nhiều nha. Sâu không? Sâu. Tôi thấy sâu nha. Đây đây, chỗ anh vừa ngã. Wow. Ê, ê, ê. Anh ơi. Vừa ngã. Wow. Ê, ê. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi. Đường này không được. Thúi quá anh ơi. Sâu quá vậy? Đường này không được. Chết đi, tôi vô luôn rồi. Anh. Ê, nước 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 tràn vào rồi. Nước tràn vào rồi. Sâu quá. Ôi sâu quá. Rồi. Sâu này không bắt được. Rồi. Bây giờ giữ cho anh vô cái đàn. À. Đè xuống đi. Đè đó. Thúi quá. Sâu quá. Thúi quá vậy. Vô vùng cấm địa. Rồi vô được rồi. Dạ. Đi. Con gà. Ai dòng. Ê. Ê. Dòng ở đâu anh, À, đi dịch xin luôn nè. Anh có chơi em vậy anh Lâm? Trời ơi, anh lỡ lỡ đi không à? Đến đi với ta nào. Ê, đâu bên kia em rồi. Trời ơi, nó nặng quá. Lắm ơi, lừa chết chưa. Cái này, nó đổ nước vô rồi. Em không còn đôi chân nữa rồi. Các tiểu thơ, hãy đến với ta nào. Đấy, đánh xi nhan trái, rồi, trái, phải. Hay quá. Rồi, đánh xi nhan, vô, rồi. Mời vô. Rồi, vào. Đánh vô. Hiếu ra, không sợ. Vào rồi. Hay Hiếu quá, ơi, hay đứng quá. Im, đứng im không nọ. Lít phang, lít phang. Cứ lít phang. Kêu bạc anh nè. Thưa quý vị, sau một thời gian cuối cùng, chúng tôi đã chiếm được lễ phẩm. Phát phim Việt Nam xin trân trọng giới thiệu bộ phim Những Cuộc Phiêu Lưu của Sinbad. Thứ hai trong vai Sinbad. Sinbad đâu không vậy? Ôi vậy hả? Đẹp lắm. Trường Giang trong vai Duma. Nam trong vai Ronja. Bảo Lâm trong vai Mê. Nước mệt. Ba nói chuyện lẹ đi con, mà nó quậy rồi nè. Chương trình tới chơi cách cớ hả? Anh lấy lẹ đi, anh ngứa quá, cúi mà ngứa quá. Thôi bàn. Rồi, quá bàn. Xuống mình bàn. Nắng băng. Ngang. Rồi. Đây chưa thân. Đây rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành. Vậy là chúng ta đã hoàn thành một cái chặng đường rất là khó khăn. Bậy của những chú vịt và bậy những chú heo bên cạnh. Lâu lâu có những chú bò. Vậy là những thứ nó pha trộn với nhau. Thứ hai rất là gọi là dũng cảm, cho nên nó bị một cây đinh quẹt vào ngón tay và có khả năng giật kinh phong. Hiếu ơi. Làm cái ông hư Hiếu ơi. Sao vậy anh? Anh rồi, anh kêu gì em làm đó. Thì đó, phải làm vậy chứ. 3 2 1 bắt đầu. Trời ơi. Ui ôi, đâu gâm một người. Trời ơi. Thế là trời ơi. Không nhanh vậy. Trời ơi. Hiếu nhanh lên. Hiếu ơi. Trời ơi. Hiếu ơi. Trời ơi. Qua mặt luôn. Đi ra. Đi ra. Từ từ. Dính đít mà, làm gì thôi chạy kịp. Không thi kiểu đâu. Mệt lắm nha. Được rồi. Sức mệt không có đâu.
mệt lắm luôn ấy. Đứng em, nghỉ ngơi đi em. À bây giờ các bạn nó tới chạm đến chân. Rồi. Các bạn tới chạm đến chân rồi. Đứng lên. Chạy đi đâu rồi. Chung cho cố vô rồi khúc cuối thua người ta. 2 1 bắt đầu. Hay quá. Bỏ cái gì vậy? Ơi. Thua. Nè, đi trên giữa cái giành nè. Rồi ok, giữa giành đúng không? 3 2 1 bắt đầu. Đi đâu à? Có nhảy đâu? Đi cũng hả? Đi hết rồi sủi ơi. Đột kích à? Đây thôi. Đi mày. Đây thôi. Đi mày. Cố lên anh em. Ta được rồi. Đi rồi. Đi bộ rồi. Tại vì con chơi phơ không nghe mùi phơ, bây giờ nghe mùi dịch rồi. Hồi nãy nó đã nhúng xuống dịch và bây mùi giờ mùi phơ dịch ha. Phơ dịch nha. Phơ dịch. Cho nên thúi quá mà mình phà vô đồ ăn về sẽ ảnh hưởng đến gọi là an toàn thực phẩm. Lâm thuyết trình. Dạ. Thuyết trình. Ngan là một món ăn rất là nhiều protein. Ngan có thể nấu được gọi là bún ngan, ngan kho, ngan luộc, ngan hấp, cháy tỏi, ngan cháy tỏi, vân vân và vân vân. Nhưng ngày hôm nay với chương trình Hai Ngục Đêm với đầu bếp MasterChef Trường Giang thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những món ăn rất là ngon và hấp dẫn ngày hôm nay. Đó chính là món khét gì? Bình thường. Với cái thủ thuật như vậy là để làm gì vậy anh Giang? Dạ đúng rồi. Để nó sạch lòng với lại nó bớt hôi. À bớt hôi, nó sẽ bị xăng. Dạ. Wow. Thưa quý vị, với món bún vừa rồi thì bây giờ Kiều Minh Tuấn đã thành món cháo dinh dưỡng rồi. Xin chúc mừng ekip mình ạ. Chưa, nó chưa chín. Ủa vậy hả? Sao tôi thấy nó nát quá vậy? Được hết rồi mà ai cũng căng thẳng hết. Bây giờ nếu không có bún thì mình làm bánh hỏi đi. Biết sao giờ? Thôi quy không có căng nè. Sao kêu thua người ta thì phải chịu thôi. Chứ mắc gì căng, có gì cọc. Wow, quá gì vậy? Wow, ngon quá ta. Mời bạn qua nhà tôi chơi. Bạn đang cắp bún nhà tôi, chính vì vậy bạn đã vi phạm. Có bún đi qua nhìn cái sợi bún bên này coi thế nào để qua anh đi làm. Sẽ nhuyễn hơn. Kéo tay vô. Trời ơi, tay anh chờ. Mời qua bên kia kìa. Thôi, dẹp đi tấu hề vui nhộn. Em biết gì tới phần gì không? Gì vậy anh? Chặt. Chặt ôi. Anh ơi. Chặt cái cổ ra đi. Cái cổ ta đây. À đúng rồi. Xoay. Anh ơi. Được chưa? Bột phát. Xoay. Tuyệt vời. Thấy cái khớp không? Thấy cái khớp nè, em thấy khớp nè. Dạ sai. Nát hết. Ủa mày nè. Chica. Chica hả? Chica. Chạy cùi. Sai. Sai ta. Cú ta. Cú chân ta. Khi ta. Khá chất ta. Cú ta. Người đàn ông đảm đang thì chứ. Người đàn ông đảm đang chính là trường dân. Một con dịch chả bó. Dân vẫn chặt rất hay. 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 Con ngan. Con ngan. Đó, cái đầu nè, cái đầu cho ăn nè. Đó, cái đầu chắc. Dữ vậy. Wow. Thiệt luôn á, kiếm luôn. Kiếm pháp là thiệt á. Anh như là tiểu liếc đi đâu vậy đó. Đó, hay quá. Một tráo tay nghệ sĩ Trường Gia. Trời ơi. Vâng, anh ta đang nêm cái gì vậy? Một ít mắm ruốc ạ. Vâng, tiếp theo là những hương vị do nghệ sĩ Trường Gia sẽ bỏ vào. Vâng, đôi tay của anh ta luyến thuyến. Anh ta không cần nhìn vào gia vị. Không cần định lượng luôn. Đúng rồi, cảm giác. Anh ta thải vào, thải vào. Cuối cùng, coi dừng mặn chát nha. Đó, dầu ăn đã vào à. Tiếp theo. Vâng, đó chính là thịt ba chỉ ạ. Chỉ với 1m52 thôi. Nhưng anh ta loăng thoăng. Một bên chặt và một bên không để khác. Những giọt mồ hôi của anh ta bắt đầu rơi. Trường Giang hay quá.
chúng tôi đã thấy là nó hơi khác nhà rồi. Đổ người lên. Tới nam. Nam, đổ cái đó vô. Đổ cái này vô. Vâng, nghệ sĩ Trường Giang đã nghỉ ngơi và bây giờ sẽ thay vào anh Nam. Anh Nam được sự vô dụng từ nãy sáng tới giờ. Nhưng bây giờ không biết anh ta có làm được hay không. Nam ơi, bây giờ bạn có thể cầm hai cái quai và bạn hất lên như những ơi nóng nóng đó. Nóng rồi. Đây. Bạn có thể hất lên. Say, mọi người cổ vũ cho em nào. Hey, say. Tuyệt vời. Mọi người đẩy view giúp anh em mình nhá. Cảm ơn Trung nhá. Sao ra dẻ quá vậy? Yo, em quay cuồn. Yo, em quay cuồn. Trong mưa hồ, trong mưa hồ. Mọi người chìm trong đống đầy. Say đi da 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 da. Say đi da 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 da. Chưa bao giờ, như bây giờ. Go, 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 I love you. Go, thì ta nằm tầm và tuổi xuân thì trong cuộc đời này anh sẽ mãi 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 mãi. Em mãi mãi yêu đôi ta mình người. Đỡ xong đủ rồi đó. Tôi đã nghe thấy lạc rồi. Mạc Văn Khoa đang rất là lo lắng bởi vì lạc. Nó trời tay không thoát, chân thoát thôi đưa luôn. Thôi đưa. Ừ, đàn ông mà tay ẻo cái gì. Dạ, ở đây phải biết ăn nhân đạo ạ. Dạ làm ơn ạ. Ê, tụi có xếp hàng. Ôi, xếp ơi. Có xếp hàng không? Chứ cho tôi húp một miếng với chú. Ok. Bác nữa chứ. Bạn lên đi. Wow. Wow. Khó cứu nha. Bữa đây dễ cứu nha. Anh thẩm định lại đi xem nào đi. Có cứu vớt được không? Bữa đây cứu được nè. Bên kia khó cứu à. Lời nói đầu tiên cho tôi, thuyết trình viên Lê Vũ Lâm gửi đến hội đồng ban giám khảo. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trân trọng nhất. Và chúng tôi từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi dịu vời đã đến Hà Nội. Và khi mà thấy con ngang, chúng tôi bất chấp thân thể của mình để gieo mình xuống và bắt chú ngang đó. Nhào xuống và để chụp chú ngang đó. Và chúng tôi phân vân không biết làm món gì hết. Hết là hết rồi. Chính vì vậy. Hết là hết rồi. Chưa. Ủa chưa hả? Đúng. Chúng tôi trên xe bắt đầu suy nghĩ và đắn đo. Chợt chúng tôi nghĩ lại một cái bài thơ mà chúng tôi đã học từ năm lớp 1. Con ngang mà đi ăn đêm, đầu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi, ông vớt tôi nào, tôi có lòng nào, ông hãy măng. Đó, chính vì vậy nhớ được bài thơ đó, chúng tôi đã đem về và măng. Ngày hôm nay trời nắng quá cũng như là trời mưa quá, sức khỏe của mọi người đã bị hao mòn. Chính vì vậy chúng tôi làm món này lên để dâng cho mọi người với một cái mong muốn là mọi người ơi, hãy ăn đi để có sức khỏe cường tráng. Chúc mọi người ăn ngon, vui vẻ. Đội chúng tôi là đội anh em. Tôi, Lâm Lanh Lẹ, Nam Nóng Nảy. Đây là Giang. Giang dối. Hiếu Hồi Hám. Hiếu Hài Hước. Đúng rồi. Lắc đầu. Có luyến lử một cái nha. Đó, chấp thứ hai. Wow. Ăn thử lại. Và lưu luyến. Wow. Ăn đi nè, bụng nè. Húp một cái rột nè. Trời ơi, miệng em chúm chím mà mẹ có yêu không nào nè. Phú ơi, ăn đại đi Phú ơi. Đúng nha. Lắc đầu, quá mệt, quá dữ. Em lột quần ra. Không sao. Rồi. Tôi không chấp nhận. Sao vậy? Tại tôi thấy chị gà dẻ quá. Chị thấy chị không có hình dựng cho chị đá các bạn. Chị đá các bạn chị thà chứ sao não. Không có. Để chị được tỏa sáng. Lâm ơi, bé Phơ. Phơ độ nha, Phơ vẫn xui nha. Thắng mà nó vẫn xui, em khẳng định là con bé nó xui thiệt nha. Ở trong khách sạn rồi. Tuy là tôi què quạt nhưng mà tôi rất là hạnh phúc khi ngày hôm nay tôi được ở với chủ
Quy Nga tráng lệ. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Được, nhìn cái đèn này đi. Chúng ta đến bên em. Ta đang xuân thật đẹp. Chúng ta đến bên người. Đừng ngày chơi xuân. Mang sơn xa, đường mình ta với ta. Lấy vô. Anh thật sự Quên lời. Trời ơi. Tự nhiên anh lên. Em tôi thì còn gì bằng nữa. Trời ơi, biết là đá banh nha. Ủa cái gì hả? Mình thái đồ nữa. Thôi mỗi giờ nè. Ồ con này xui lắm nha, cẩn thận à. Xui Bắt cái con bé lên. Lúc người ta nói thì ta không chơi, còn chơi là bớt, bỏ lại, ít mồm lại. Bên nó nói thế nó ok thôi. Em thử cái đầu bên này đi, em làm lại đi. Nói là lát mình chạy xe buýt từ đây về Hà Nội, bốn người ở trên là ngồi uống cà phê, bốn người dưới là chạy theo đó. Thôi em làm lại đi. Ra đi. Thầy đặt giỏi giang đó. Nhưng mà tôi dù gì cũng thua lâu hơn cậu. Đúng không? Đúng không? Đúng, 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 đúng vậy. Người thua nhanh nhất lại. Lê Như Lê Vô Lâm. Ai ra dễ lại? Lê Vô Lâm. Làm ra trước, ai đối Lâm ạ? Ai thua rồi hả? Khoan, em đóng qua. Ai thua rồi hả? Khoan, em đóng qua. Em trầu cầu khác chứ. Trời ơi. Khoan, cố lên. Ngài thua nữa nè. Thua nữa. Sẽ xuống nữa. Không, anh kéo em. Ai đồng ý thua? Em. Rồi không có chung chơi cái tâm gì. Ôi, thiệt rồi em. Ôi, này ai? Cái khăn này sao? Cái khăn này đúng quá. Không mà. Phải lên đây nắng đo đi. Cái khăn này mà thua vậy? Rồi, thua gì vậy? Sao xỉu cái gì mà lâu 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 chết được rồi. Cho lâu mật đồ này nọ nóng quá. Dạ. Thua này thua gì vậy anh nha? Là đến với nhà hàng của chúng em thì có mấy món tráng miệng. Xin mời tất cả các anh thưởng thức một chút ô mai. Wow, ô mai được nè. Ô mai mặn mặn chua chua. Ô mai thêm ngọt ngọt để em ưa ngậm hoài. Trời ơi, cho em xin một miếng. Trời ơi, cho em xin một miếng. Ô mai. Và ngay trước mắt của chúng ta sẽ chuẩn bị đi đến đó chính là nhà thờ lớn của thành phố Hà Nội ạ. Rất cổ kính. Năm ơi, lên đi anh trai. Trời ơi, cái thượng. Vỗ tay, vỗ tay. Các bạn, quý vị hai ngày đêm là cái chương trình rất hot hiện tại. Và ngày hôm nay chúng tôi đã may mắn có mặt ở Hà Nội, một vùng đất gọi là vùng đất lịch sử ngàn năm văn hiến. Chúng tôi học được nhiều thứ và trải qua rất nhiều thứ. Và đây chính là cái kỷ niệm rất là đẹp của tất cả anh em chương trình hai ngày một đêm. Nếu như quý vị quan khách ở nhà mà có thời gian thì hãy mời các bạn đến đây để trải nghiệm với phong cảnh cũng như là những di tích và con người ở Hà Nội. Tiên là chúng ta đi về miền Tây. Kiên Giang mình đẹp làm sao, bông trăng xanh đôi bông núi. Thứ hai đó là đi Đà Lạt. Đà Lạt.
lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Mùi lan tim đập làn sườn phủ mờ. Lần thứ ba là chúng tôi đi Công Tâm. À Công Tâm, chú ơi con. Chú ơi con ở bản đồ. Không bản đồ, không phải ở Công Tâm. Sao nhắc? Thì hát cảm ơn. Và hành trình tiếp theo là chúng tôi đi Huế. Huế mà lại Huế xưa. Hành trình ở đó sau đó là chúng tôi đi đảo Lý Sơn Quảng Ngãi. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung nhân có nhiều nơi qua. Tư trí anh xa quê nhà, từ đó em nhớ mong người ta. Sau đó là đi Ninh Bình. Từ miền Nam lăn ngược ra Bắc, mang theo câu hò điệu lý chính dòng sông, mang theo cánh đồng con trai miền vườn, em ra đón chàng với cả yêu thương. Và cuối cùng là Hà Nội. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái thế đầu đông. Em em nghe bảo là thi mọi người thi vất vả lắm, khổ sở lắm mà em thấy mọi người có vẻ năng lượng này chắc là... À không, cực có cực, khổ có khổ, vui có vui, nhưng mà riêng tất cả anh em đây là luôn tràn đầy năng lượng.